Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác. Thì em tục đây là những con CD cao cấp. Sáng em qua lơ giữa thì tiếp tục là ba con 5 ESR thì em chỉ còn một con nha, một con đã lên đường. Và ba con 7 ESR ngay về trong ngày này là giá 22.500.000. Ba con 7 ESA là giá 18 triệu. Hai con này là dòng lớn nha, có tích hợp cổng ba lăng các bác chơi. Về ba con 7 ESR thì rất nổi tiếng rồi thì em đang về một con nữa nha. Nên các bác khỏi lo hết hàng. Con 7 ESR âm sắc tuyệt vời rồi. Đẳng cấp cho anh đi. Thì các con R3 nghe cũng thua nó nha các bác. Thì ba con 5 ESR là giá là 12 triệu có khiển zin nha. Đây khiển của nó nha các bác, khiển riêng này. Rất là đẹp nha. Cứng cửa hết luôn. Các bác thấy thấy sản phẩm. Ba con 7 ESA tuyệt đẹp luôn nha. Ba con 5 ESR. Đây là những model đình đám của Sony. Và đây là những đầu giải mã DAC của Sony. Thì các bác có thể ghép vào những như thế này thì nó rất là đồng bộ và trang trí rất là đẹp. Đấy. Lên đèn cực kỳ sáng. Các bác có thể chơi giải mã qua cổng analog, cổng optical, cổng coaxial đều được. Và đặc biệt các bác chơi cổng analog thì bác chỉnh được volume to nhỏ này. Đấy. Các bác em rút điện rồi. Lên đèn rất là đẹp. Giá là đồng giá là 59 ES là 7 triệu và 57 ES nó cũng 7 triệu luôn nha các bác. Về nếu thị trường thì con 57 nó đắt hơn một tí nha các bác. Các bác có đừng nghĩ là 59 số lớn hơn là nó đắt, nó ngon hơn 57 đâu nha, không phải. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại kia. Các bác nhớ đăng ký kênh luôn là cập nhật những video mới nhất. Những con này các bác trang trí trong gia đình rất là tuyệt vời, sắc đẹp hai hồi gỗ. Khi các bác ghép vào những con CD Sony thì nó là một bộ nha. Và tiếng những cái con Sony này giải mã cho ra rất là chi tiết và nó sáng tiếng, đặc biệt đặc trưng của dòng Sony. Tí nữa em sẽ có video mà test cái chất âm DAC của con này cho các bác nghe. Tại vì con trong ngày nay em đã chốt một con rồi, gửi cho Havara về Hà Nội cho bác. Bác lấy cặp loa L100 Gantry luôn. Và giá là 7 triệu một con, hàng đẹp xuất sắc hết nha. 59, 57 đều đồng giá nha. Có giờ còn hai con 59 và hai con 57. Các bạn chốt thì gửi alo cho em. Và đang hát là cặp loa 4312 cách trôn monitor dòng MK2 series liền kề 80-81. Rất là đẹp, giá là 26.500.000 nha các bác. Bác nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho em. Bao ship toàn quốc cho các bác nha.